trái cây lớp manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đêm nay là đêm chung kết, chúng tôi hứa hẹn sẽ mang cho quý vị một đêm đầy kịch tính và đầy hài hước. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp hai đội thắng ở hai đêm bán kết vừa rồi, và đội thứ nhất đó chính là Thái Triều, Misty và Trang Ngọc, xin mời. Và đội thứ hai chúng tôi xin phép được mời lên sân khấu luôn để mình cùng giao lưu nói chuyện với nhau. Dạ. Kính thưa quý vị, đội B sẽ là Nguyễn Đình Vũ, Huỳnh Lập và Nguyên Thảo. Xin mời. Yeah. Oh. Nói nào vậy? Nói nào vậy trời? Bây giờ nói nào vậy? Đi làm cái gì vậy ta? Nói vậy? Ê, anh nói nè. Chia lại đi, chia lại nãy lộn tầm lưng. Ủa là lộn sao vậy? Là như nào vậy? À, lộn. Đây, 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 mẹ bên này đúng rồi. Ngày hôm nay chúng ta có hai đội chơi là những người xuất sắc nhất mùa này. Họ đã vượt qua tất cả các đội khác để có mặt ngày hôm nay. Chúng ta xin giới thiệu lại một lần nữa: Trang Ngọc, Hải Triều, Misty, Nguyên Thảo, Huỳnh Lập và Nguyễn Đình Vũ. Huỳnh Lập và Nguyễn Đình Vũ. Nhúng nhảy quá trời quá đất. Bây giờ chúng ta sẽ nói về trang phục. Ngày hôm nay thì các bạn là street style ha. Chỉ có Trà Ngọc là gọi là Yen ha. Rồi Misty là mặc đồ gì mà có kiểu Korea quá ha. Korean. À, trời ơi. Korean em có nghĩa là quốc cầu riêu. Cầu riêu là quốc cầu riêu. Cầu riêu là quốc cầu riêu. Cầu riêu là cái bộ đồ này có gì đặc biệt không? Dạ có, nếu mà mình nhảy là nó sẽ có sáng. Rồi, mình nhảy, mình nhảy. Tức là bộ này là nhảy là nó sáng lên. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ chương trình tắt bớt đèn để xem hiệu ứng nha. 2, 3. Rồi nhảy. Nữa. Bé nhảy một chút xíu, bé không biết trả lời luôn. Lá đèn, 2, 3. Đây mới là đèn nè nha. Đây mới là đèn nè. Con nhảy nữa cái đèn nó không lên mà lên tân sông á. Mình lên tân sông á. Cái này là gói, là gấu dán vào hay là mình dạ, kết vào? Dạ, nó là may vào. Giống tự nuôi. Tức là đã dính rồi không có tháo được. Vâng ạ. Tưởng được thì tháo mỗi đứa con. Thì đội mình, hai đội đã có ôn luyện gì chưa để cho đêm chung kết ngày hôm nay? Có. Những bài ôn luyện thi của em là liên quan tới trang phục. Bên bển nó có một mẹ già rồi. Đứng với lại hai đứa con thì bên đây không thể nào thiếu một ông ba. Không có ông ba nào mà chiếu vậy hết trơn á. Ông ba ta phải nền nã dữ dằn lắm. Bây giờ mời Trà Ngọc hát một đoạn gì. Yeah. Trời ơi sao vậy? Sao vậy? Trời, 2, 3. Hát đàng hoàng, hát hay nha. Được không? Em phải lấy hơi, tại vì cái này là trong thanh nhạc á, người ta gọi là vị trí âm thanh. Vị trí âm thanh. Em ơi lấy hơi, đứng ra đứng chéo gì cái cục hơi nó bị chéo á. Đứng chéo gì cái cục hơi nó bị chéo á. Cái bị kẹp rồi á. Chéo em ơi. Không có. Em đứng làm sao cái cục hơi em nó thẳng thì nó thẳng xuống vậy nè. Nhưng mà em phải cột ở dưới lại cho hơi nó đi lên trên. À ok. Em phải có như là lóc ở dưới lại để hơi nó đi một chiều thôi. Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, độ chân tinh. Mà sao chẳng nếu tay giữ được một mối tình. Một mối tình. Ê, cái mối này như cũ mối vậy em. Cái cuốn này là nhờ ông chồng phải mít lại nha. Không, cái cuốn này anh âm thanh về chỉnh là chỉnh lại luôn mà hết tét à. Yên tâm đi, anh không có chỉnh đâu. Anh rành anh âm thanh chương trình Nhanh Như Chớp đó. Thậm chí anh làm cho dở hơn. Trời ơi. Đúng rồi. Không, nó có lặp lại nữa. Về mốt Mối tình. Cỡ ca sĩ chuyên nghiệp đang hát còn bị tét nữa mà không ngồi về mình không? Ủa anh tét rồi hả? Tét nhiều em. Bữa hát bài gì mà bị tét giọng ta? Dạ kỳ vọng sai lầm. 2, 3. Mình lỡ yêu thương một người sẽ đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào
ở đằng sau bầu trời. Đó, chị mới tét đó, đó, đó. Kỳ vọng như thế nào. Em xin lỗi thì em lấy cái tông hơi cao, vẫn không bỏ được cái tật đó. Cảm ơn mọi người ạ. Mày muốn hát được có giọng. Không, không. Mẹ em chia sẻ thiệt, có một lần em đi hát một cái chương trình thiện nguyện chung với anh Vũ rồi. Là em bữa đó em diễn tiểu phẩm thì em thấy anh Vũ hát. Thì cái cỡ mà cái năng lượng của anh Vũ, tuy anh hát ra thì có nút trên, nút dưới, nói chung là đều hết đủ. Ý các loại là trên phô hả? Không, ý là cái kiểu hát của anh nó giai điệu nó lý lắc léo rất là hay. Lý lắc léo. Nhưng mà cái năng lượng của anh truyền tới cho tất cả mọi người là ngày hôm đó em thấy rất là nhiều bệnh nhân đứng lên nhảy. À, mình truyền được cái năng lượng cho họ. Bây giờ chúng ta sẽ có hai vị trí, đội nào ra trước mời vào vị trí A, ra sau mời vào vị trí B. Ngày hôm nay chúng ta có đêm chung kết, dù thắng hay thua thì thứ nhất cũng đã vượt qua quá nhiều đội rồi. Vâng ạ. Thứ hai gia đình đã tự hào rồi, và thứ ba thắng thua gì cũng có một phần quà cũng không hề là nhỏ nha. Dạ. Yeah. Và đặc biệt là vui rồi, có nhiều kiến thức từ chương trình, có nhiều cái pha tạo nên tiếng cười đó, cho nên là hôm nay là mang tới nhiều niềm vui thì sẽ là chiến thắng trong lòng khán giả. Quan trọng nhất là vậy, nói gì nói với tiền nó cũng quan trọng chứ. Cho nên là lượt đầu tiên lên mà thua là cả mùa này là để ý đi nha. Tất cả những cặp nào lên thắng đầu tiên là thắng luôn. Thắng luôn. Hãy cử ra một nhân vật thông minh nhất trong đội. Mời nè Thảo. Dạ, rồi đồng đội đã muốn thì em phải Nguyên lên. Thảo và bên đây là ai? Hãy cử ra người thông minh nhất đội. Miss Huy. Ghê. Tao chỉ thẳng tên chị. Chỉ đỉnh luôn. Chỉ đỉnh rồi, lên em. Lên không sợ thì. Buồn gã trời ơi. Đêm nay có chủ đề là cống hiến. Cống hiến. Wow. Cho quý vị khán giả một cái đêm tuyệt vời vui vẻ. Thì hai bạn ai sẽ người lên trước? Tưởng xì đi. Muốn sao? Ok, tưởng xì. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ủa cái đó gì vậy? Giếng. Anh ơi, dưới quê Bình Dương em có chơi cái giếng. Thôi, bây vậy kéo. Thôi, đây, để lên nha, để lên nha. Đỡ mất thời gian nha. Ok, ok, ok. Nguyên Thảo đã từng làm cái gì mà cho mọi người mà mình cảm thấy cái mình rất là thích không? Mặc dù mình cũng chưa chắc mà được gì từ điều đó, nhưng mà mình về nhà cảm thấy ồ, hôm nay mình làm một cái điều mình cảm thấy hạnh phúc quá. Dạ có, em dễ hạnh phúc lắm. Câu chuyện cũng gần đây thôi, là em ở ngoài bến xe, em không biết cái chú đó có lừa em không. À. Nhưng mà chú nói là chú không có tiền về về quê. Cái em hỏi là chú có muốn mua vé xe không, thì con sẽ dắt chú ra quầy mua vé xe, xong rồi chú mua vé xe về quê thiệt. Mà em mua cái vé đó chứ phải là đưa tiền cho chú để tôi tự dạ, đi mua. Dạ đúng rồi, em tự mua. Việc này nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cái chú đó là để cho em tự mua. Dạ. Việc thứ hai là cho dù chú có lừa em đi nữa thì em có mất có nhiều tiền đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu điều đó là thật thì chú đó được về với gia đình. Em sợ là lỡ mà chú thiệt như vậy á thì mình bỏ qua một cái cơ hội giúp cho một cái người về với gia đình. Mình bỏ lại mấy trăm nghìn cho người khác về đoàn tụ với gia đình. Dạ. Đặc biệt là mùa Tết ăn bữa cơm chung với có cha có mẹ có con, điều đó là hạnh phúc to lớn lắm. Dạ. Nên dù là mình mất 200-300 nghìn. Dạ. Thì nó cũng không có vấn đề gì với mình cả, mình bớt ăn tô phở thôi. Dạ. Còn nếu mình không làm thì người ta sẽ mất đi một niềm hạnh phúc. Dạ. Nguyên Thảo là có làm một điều hạnh phúc cho tất cả mọi người á, giống như là tụi em là bạn Nguyên Thảo thì có một làm điều hạnh phúc á là Nguyên Thảo dám đi thi Midrand đó chứ bộ. Dạ. Hạnh phúc lắm luôn á. Thảo là bạn đại học chung lớp với em, thật ra lớp em rất là nhiều những cô gái đẹp nhưng mà chưa có ai dám đi thi hoa hậu á, thì Thảo là một cái niềm tự hào của lớp. Đúng em rồi. Lúc Thảo đi thi Thảo không bao giờ nghĩ mình sẽ vào top nào. Dạ đúng. Nhưng mà đó là một trải nghiệm của bản thân. Dạ. Nhờ điều đó mới học được cách làm một người phụ nữ hiện đại. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay là em thấy Thảo đang rất đẹp luôn á anh. Rất đẹp. Vì sao? Vì học hỏi được nhiều á, nó đẹp từ bên trong đẹp ra. Wow. Dạ, cảm ơn anh. Quá tuyệt vời. Ngày hôm nay sẽ đổ vỡ hết. Ngày hôm nay sẽ đổ vỡ hết. Nói chơi vậy thôi, câu hỏi thì dễ lắm. Dạ. 2 phút dành cho Nguyên Thảo, bắt đầu. Đây là câu đố chữ, lễ gì rất ngọt ngào? Lễ tình nhân phong ta. Đây là câu đố chữ. Đố chữ hả anh? Ngọt ngào, ngọt là đường, lễ đường. Lên. Đó, đúng rồi. Lễ đường. À, lễ đường. À. Lễ đường là nơi tổ chức hôn lễ và chữ đường là mang tính chất ngọt ngào. Lễ đường có chữ đường có nghĩa là ngọt. Đây là câu đố chữ. Câu tiếp theo. Lễ gì luôn mới mẻ? Lễ mới, mới là new. Lễ new. Chưa cái đó em chưa thôi. Mới, mới tinh tươm, tân. Lễ tân. Lên. Yeah, tân. Lễ tân. Đó rất là yếu đạo, không có chắc chắn ấy. Yeah. Cô kia đi đường này với ta, trồng đậu, đậu tốt, trồng cà, cà sai. Cô kia đi đường ấy với ai, trồng bông, bông héo, trồng khoai, khoai hà.
Hà là gì? Là gì? Không hiểu. Là chữ gì á ha? Đây. Đúng rồi, nghĩa gì á? Khoai lang, khoai mì á. Lên. Yeah. Cái gì không hiểu? Bị sùng, khoai bị sùng. À là bị khoai bị sùng á, bị hư á. Khoai là sùng á. Bị mấy con gái nó đục á. À, bị sâu á. Này đó chữ là cái chữ Hà nghĩa là gì? Trong cái câu đó nghĩa là gì? Yeah. Loại gia vị nào khi văng vào mặt khiến ta cảm thấy xấu hổ? À, gia vị chỉ có bột ngọt, đường, muối, muối mặt. Lên. Giỏi quá à. Muối mặt ý nghĩa là xấu hổ. Trái gì tên đen mà thường có màu xanh? Tên đen mà có màu xanh á anh? Cái tên á, đọc là nghe thấy đen liền. Ờ, trái màu đen, đen là tối, trái trái mù u. Trái mù u. Đọc lên thấy màu đen trong đó liền. Đen là thâm. Trời ơi, thâm. Đen là đen, thâm là thâm. Đen là thâm. Đen là tối. Đáp án cuối cùng là trái cỏ mực. Không, chính xác. Đáp án này chúng tôi sẽ công bố ở lượt trả lời sau. À. Câu tiếp theo. Vào năm ấy, Minh quyết định đi tịnh tâm ở chùa để cầu may mắn. Hỏi năm ấy là năm âm lịch nào? Tịnh tâm, tập, tịnh, minh, tịnh, tâm. Minh quyết định đi. Khán giả biết chưa tay? Trời ơi, khán giả không ai biết luôn kìa anh. Có người biết. Nghe, minh, tịnh, tâm, mâm, tậm, tinh. Minh quyết định. Thôi em ba qua rồi, nói đại đi quý dậu. Không, chính xác. Dạ. Đi tịnh. Hả anh? Là năm. Đinh tỷ. Trời ơi. Trời ơi. Đinh tỷ. Trời ơi, trong chồng, trời ơi. Đây là câu đối chữ tiếp theo. Bình ăn rất lâu và hay hỏi nhiều câu khó trả lời nên mọi người không thích rủ Bình đi ăn món gì? Khó trả lời. Bánh hỏi. Đáp án là bánh hỏi. Không, chính xác. Ăn rất lâu và hay hỏi. Ăn rất lâu, âu rất lăng. Không, ăn rất lâu, và hay hỏi. Hay hỏi. Ăn rất lâu và hay hỏi. Và hay hỏi. Lâu hỏi là lâu, lâu hỏi là lẩu. Lẩu. Lâu hỏi là lẩu. Lâu hỏi lẩu. Lâu hỏi lẩu. Lâu hỏi lẩu. Trời ơi. Trời wow, ơi. Tuyệt vời. Sau đây là câu đố chữ. Và đây là một cái nơi có thật. Tôi cũng là người mới biết đây thôi. Trời ơi. Đèo gì nay chẳng còn là thanh xuân? Là câu đố chữ. Và vẫn là, đây là một địa điểm có thật. Đèo không còn là thanh xuân. Không còn thanh Đừng xuân. Đừng mất thời gian. Dạ rồi em biết rồi. Đèo Hải Vân. Đây là đèo Mụ Già. Mụ Già. Hoặc là mụ dạ ở ngoài Quảng Bình. Dạ, hay quá, bộ câu hỏi này hay quá luôn á. Món ăn nào sau đây của Việt Nam được hãng CNN đưa vào top đồ ăn ngon nhất mà thực khách nên thử trong năm 2022? A. Bánh bò. B. Bánh tráng trộn. C. Bánh cà. Em không biết rồi, bánh bò đi. Không, chính xác, bánh cà. Hết giờ. Hay quá. Như vậy là Nguyên Thảo cũng đã giỏi rồi. 4 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Bộ câu hỏi này khó nha. Bộ này quá khó luôn. Sao tôi lo cho Miss Thi quá. Em cũng vậy. Đặc biệt là cái câu mà cái gì đen đen xanh xanh. Thôi nhưng mà hai cái bộ này em có thể vận não được á. Vận não hả? Dạ. Chúng ta chào đón sự trở lại của Miss Thi. Không có lo lắng nha. Không sao có gì bà lo lắng nha. Bốn, con số 4 là con số cuối cùng. Chỉ cần con số 5 là chiến thắng. Ghê quá vậy. À, nhưng khó lắm. Trời ơi, mới tập trước mình chơi còn dễ dàng lắm mà. Em ơi, chung kết. Chung kết. Em. Chung kết. Vậy thì không sao. Misty, áo này mua ở đâu? Dạ, áo này em được tặng sinh nhật. Thiệt hả? Dạ. Nhưng mà chị muốn thì em có thể hỏi cho chị. Em ơi, cúi xuống để chị coi thử cái mạc được không? Để chị coi thử cái mạc được không? Không, mà bộ đồ siêu đẹp, rất là Gucci. Tại hồi nay em từ bên kia em xuất hiện Gucci á. Gucci. Gucci. Gucci á. Em tưởng đâu là Gucci. Gucci. Rất là Gucci. Sao cái áo lên cấp dữ vậy không biết luôn á. Từ xa xa em vô mà chị thấy là ê, một ngày ở đó mình phải mặc cái này đi ra gặp chồng mình đó, kiểu vậy á. Ủa em, ủa gặp chồng em mới phải mặc cái này. Đúng rồi. Không, chồng em thích cái gì nó hài hước, vui vẻ, dễ thương á. Trời, dễ thương. Kính thưa quý vị, Misty đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Dạ. Đố chữ. Lễ gì rất ngọt ngào? Nãy em mới nói là năm nay là em muốn lấy chồng, thì cái đó là lễ đường. Chính xác.
Wow. Đố chữ. Lễ gì luôn mới mẻ? Lễ gì luôn mới mẻ? Phân tích về chữ. Mới mẻ là lễ hội cũng mới mẻ nè. Lễ không, chắc cô này cũng không có biết về Hán Việt nhiều đâu ha. Hán Việt, Hán Việt. Tươi nè. Là tươi Hán Việt, chữ chưa? Chữ tươi là Hán Việt, chữ chưa? Hán Việt á. Nhà mới thì sao? Nhà mới là xong nhà. Xong nhà. Lã xong luôn rồi anh. À, lễ tân. Lễ tân, chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô kia đi đường này với ta, trồng đậu, đậu tốt, trồng cà, cà sai. Cô kia đi đường ấy với ai? Trồng bông, bông héo, trồng khoai, khoai hà. Hỏi tức là từ... khi người ta trồng khoai lang, khoai mì mà ta nói cái củ này bị hà rồi là bị hư, gì? Bị hư. Chính xác. Yeah. Ủa? Thôi. Ê, đừng thể hiện nha, từ nha. Chưa nhớ thể hiện rồi. Thi ơi, khúc này chưa gáy được Thi ơi. Chưa gáy được. Đố chữ. Loại gia vị nào khi văng vào mặt khiến ta cảm thấy chom 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 xấu hổ? Kể tên gia vị. Có mấy loại gia vị hả? Đường, muối, bột ngọt, muối tiêu chanh. Trời ơi, sa tế. Đã cài đó. À, em biết rồi, muối, tại vì muối mặt mình. Chính xác. Gãy đi em, gãy tiếp đi, gãy tiếp đi. Bạn chưa, bạn chưa? Chưa, chưa gãy luôn. Bạn rồi, bạn rồi, bạn rồi. Câu số 5 rồi, gãy. Câu số 5 rồi, mới gãy. Đố chữ. Trái gì tên đen mà thường có màu xanh? Trái gì tên đen mà có màu xanh? Rồi thua rồi, trái cây là em thua rồi. Trái này em phải biết chứ, riêng em là phải biết. Là nó đó. Nó là tên là màu đen nhưng mà nó lại màu xanh. Đúng là... rồi. Vậy là trái gì có chữ ô ở chổng rồi. Trái ô liu. Chính xác. Trời ơi. Ủa sao biết vậy? Em là hay ăn giảm cân thì mấy cái dầu là mình phải ăn cái dầu ô liu rồi đó để cho mình giảm cân tốt cho sức khỏe, thì cái bên ngoài của cái chai dầu ô liu rồi nó có hình cái trái ô liu. Như vậy cái tên nó đen chỗ nào? Dạ cái chữ ô là màu đen đó. Dạ yeah, đúng rồi. Quá, con bé có kiến thức. Trời ơi thông minh quá. Mình có thể kiến thức quá trời luôn. Ô liu có nhiều loại ha. Ô liu vàng, ô liu xanh, ô liu đen. Mình có thể trả lời trái ô môi cũng được. Có. Dạ. Có trái ô môi. Chị có trái ô môi. Dạ, em không có chắc là cái trái ô môi nó màu xanh thôi. Chưa chín là xanh. Chín nó mới đen. Mà trái đó người ta dùng để ngâm rượu rồi trị bệnh rồi đó. À, là trái ô môi đó. Nãy anh nói trái đó là em biết rồi. Rồi tiếp tục. Đây là đố chữ. Vào năm ấy, Minh quyết định đi tịnh tâm ở chùa để cầu may mắn. Hỏi năm ấy là năm âm lịch nào? Vào năm ấy, Minh quyết định đi chùa để tịnh tâm. Hỏi năm ấy là năm nào? Năm âm lịch. Năm âm lịch nào? Năm âm lịch. Không biết. Không ai cho ống kính đi nhắc em đâu, đừng nhìn ống kính. Coi nhìn vô đó có đáp án không chị? Em nghĩ là năm con lợn đi, tại vì em sinh năm con lợn. Ok, không chính xác. Nè em nghe câu trả lời bình tĩnh nhanh cắn em xỉu đó. Đi tịnh tâm là, đi tịnh tâm. Ừ, đi tịnh là đinh tị. Đinh tị. Đinh tị là con tí. Trời ơi. Trời ơi, tị là con tí. Tị là con tí. Rồi tiếp tục. Đố chữ. Bình ăn rất lâu và hay hỏi nhiều câu khó trả lời nên mọi người không thích rủ Bình đi ăn món gì? Là em nghĩ là món gì người ta cũng không muốn rủ Bình đi đâu. Bởi vì chương trình là đố chữ nên phải là Bình ăn lâu là bầu ăn linh. Bình ăn lâu là bầu ăn linh. Thôi đã, em trả lời đã, em trả lời để ăn bún bò đi. Ok. Ừ. Không chính xác. Ăn rất lâu và hay hỏi. Lâu hỏi. Lẩu. 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 À. Lẩu. Mẹ chưa hiểu đâu, mẹ chưa hiểu đâu. Chứ không phải bầu ăn linh nha. Tiếp theo. Đố chữ. Đèo gì nay chẳng còn là thanh xuân. Hãy nhìn Vũ. Chết rồi, cái đèo là em không biết gì hết. Tưởng nhìn tôi trời. Tưởng cái chỉ em là hết rồi. Khó. Đèo này khó. Đèo em cũng không biết luôn. Em trả lời là đèo Brent ở Đà Lạt. Ok, không chính xác. Đáp án là đèo Mũ Già. Mũ Già. Mũ Già hả? Ồ, Mũ Già. Vậy sao chị? Tại sao chị Vũ đèo Mũ Già? Kính thưa quý vị, vậy là Miss C đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Sức trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Lượt đầu tiên đội mình thắng rồi.
Đó, lượt thứ hai. Wow. May quá. Ta lượt thứ hai em lên à. Huỳnh Lập và Rồi. Em chiến hả? Anh ruột tôi đó. Có lên. Ai sẽ lên ghế trước đây? Em muốn lên trước hay em muốn lên sau? Hay là anh em tôi anh, sao không được? À vậy quán tù xì đi. Ờ quán tù xì đi, hay dòng cuối rồi cho nên mình quán tù xì hên xui đi. Dạ. Không chơi cái giếng nha. Không chơi cái giếng. Ở Bình Dương mới chơi thôi. Phải chơi gì? Ra sao mà còn ra thua sao nữa mà thiệt còn thua luôn nữa. Thôi nhưng mà vấn đề là thua đi trước hay là thắng đi trước? Quyết định. Anh thắng đi. Thôi đang thôi em đi trước đi. Dạ. Ok, đi trước đi. Dạ rồi. Đây là Trà Ngọc, thưa quý vị thân mến. Sau khi giảm cân thành công thì hôm nay là còn khoảng 46-47kg. 50. 50. Nãy chồng em mới ăn. Dạ. 51. Dạ. Thì đẹp. Nhưng đâu có. Đâu có chuyện quá. Rồi hồi xưa mình đi học á, mình học giỏi môn nào? Hồi xưa em học lớp trường điểm của huyện, mà em học là chuyên xã hội, tức là văn sử địa anh văn. Và văn sử địa anh văn. Văn, dạ. À. Mà cách đây khoảng 15 năm rồi thì dạ đó. Vậy thì bây giờ hiện tại bây giờ nếu nói về một vấn đề nào đó thì mình sẽ không tự biết tin, tự tin tự tin nhất ở vấn đề nào? Tự tin một vấn đề nào đó thì em nghĩ là chuyện quán xuyến hôn nhân gia đình. Là chuyện của người phụ nữ ha. Dạ. Là gìn giữ hạnh phúc gia đình. Không, giữ tiền thôi. Còn hạnh phúc thì anh kia giữ. Còn hạnh phúc thì anh kia giữ. À vậy ha. Gia đình áp lực ha. Dạ. Bị bắt sửa luôn. Em đang cố ôn trong đầu em coi có cái kiến thức gì mà em moi ra mấy câu, trong mấy câu hỏi của anh Giang á. Đâu có, anh hỏi vui thôi mà. Ủa? Là vui chứ không phải mình đề cương. Là vui chứ không phải mình đề cương. Không đề cương. Trời ơi trời. Nãy giờ em cố ôn đi lại chứ đừng trời. Đừng dò xét với chương trình. Chương trình ngày hôm nay chỉ là vui thôi. 2 phút dành cho Trà Ngọc. Nhanh như chớp. Đây là câu đố chữ vô cùng dễ. Xong gì anh cả? Xong gì anh lớn nhất nhà? Là mình mới đọc lộn cái đáp án không mà. Chết rồi. Đề cương nè, tính giờ. À, rồi, anh ơi, đồng hồ đang quay. À, em xin phép là coi như là em điếc đi không có nghe câu trước. Em xin cho suy nghĩ và trả lời một cách quyết đoán là xong cả. Thật ra câu này thì không có lộn thì cũng dễ đoán mà, đúng không? Dạ. Chán thiệt. Câu hai lộn em luôn nha anh ơi. Coi như lâu lâu chương trình cho vô chờ đi. Nhà bị trộm mất cái máy lạnh thì gọi là gì? Nhà bị trộm mất máy lạnh gọi là mất mát. Lên. Trời ơi. Nóng liền. Trong MV Em Xinh của ca sĩ Mono đã tạo dáng giống bức tranh nổi tiếng nào của Việt Nam? Thiếu nữ bên Hoa Huệ. Lên. Mấy câu này anh Lập điếc hết đó. Mắc gì không mắc cười. Ủa được trả lời câu đó không ta? Mắc gì không mắc cười. Dạ mắc ói. Lên. Ôi mình còn rất nhiều cái mắc khác luôn á. Mắc cỡ. Tìm 3 từ ghép với chữ bác mà không có nghĩa là 8. Thất bát. 1. Bát ngát. 2. Cái bát. Cái bát là lên. Cái chén. Đúng rồi. Yeah. Ráng lên, cố gắng lên. Hãy tập trung. Hôm nay phòng khách nhà Khanh có khách. Khách cười khanh khách khi được mời trà bánh. Khách không khách sáo nên khách dùng hết bánh được đặt ở phòng khách. Hỏi trong câu trên có bao nhiêu từ khách là danh từ? Ôi trời ơi. Là danh từ nữa hả? Hôm nay nhà Khanh có khách. Bao nhiêu từ khách là danh từ? Đáp án là 4 từ. 6 phần chính xác. Hồi nãy em đếm ra 5 á. Nhưng mà em sợ em nghe lộn cái chữ khanh khách. Trừ bớt một từ. Quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất thế giới? Quốc gia là quốc gia đó phải trải dài. Trải dài thì mới có nhiều múi giờ được. Trung Quốc hả ta? Hay Mỹ ta? Quốc gia có nhiều múi giờ. Nhiều múi giờ có nghĩa là bản đồ phải thôi em trả lời đại đi ha. Em trả lời là Mỹ á. Không chính xác, đó là Pháp. Câu lạc bộ bóng đá nào đã đạt siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 23-24? Dạ cho em trả lời là đội tuyển Việt Nam à. Tại em yêu đội tuyển Việt Nam thôi chứ còn câu này em không biết. Chính xác, nên trả lời như vậy là hợp lý. Dạ.
đó chính là Real Madrid. Hay. Con gì không ngủ thì thích đi lùi. Để không ngủ giờ. Thì đi lùi. Thế mà té ngã chẳng thấy gì khó khăn. Lùi, không ngủ mà thích đi lùi. Không ngủ mà đi lùi là gì ta? Khó quá. Con gì không ngủ thì thích đi lùi. Chiếc xe mà lùi gọi là xe. Ve. Là ve. Thêm mũ vào là con. Ve. Con. Thì ve thêm đó là gì? Ve. Là con ve. Thêm ngã không gì khó khăn. Ve. Dễ. Vậy là chữ ve dễ. Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Giờ mới hiểu. Muộn màng. Muộn màng. Nhưng mà cũng ok là Trang Ngọc mang về 5 đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng 5 đáp án. À, dữ rồi. Dữ rồi. Trời khó quá à. Tới cái đòn đá banh là thấy tới rồi. Chúng ta gặp gỡ lại Huỳnh Lập. Năm. Trong tầm tay. Năm hả? Dễ, dễ, dễ. Nhưng mà em thấy em nghe nãy có nơm nàng nghe đâu đó có đá banh nữa đúng không? Đúng vậy. Có đố câu đó đá banh không? Trời ơi, thôi đá banh là em thua rồi. Em không có rành về đá banh. Thực ra bóng đá của cái nước Tây Ban Nha thì có một, hai câu lạc bộ nổi tiếng mà nhiều người Việt Nam biết. Thì mình cứ nói vào đó là chính xác thôi. Dạ. Yeah. Lên. Dạ. Yeah. Bán kết với chung kết này hai cha mình có duyên chị nhỉ? Thiệt chứ. Nhưng mà chị mỗi lần gặp em là chị bị áp lực á. Sao vậy? Tại vì em nói nhanh quá đó. Nói nhanh hả? Em cũng trả lời bình thường mà ta. Ủa? Bình thường em nói nhanh quá. Bé nó nghe thôi, nhiệm vụ của em mới là nhanh mà. Nhưng mà bình thường nói nhanh mà em thì lại quá trọng nữa. Nhưng mà em trả lời thôi mà. Ờ. Ờ. Em đâu có thách thức hay là làm khó gì chị đâu mà gây áp lực. Em đâu có đố ngược lại chị đâu. Kiểu là em nói tiếng Việt nó nhanh nhanh mà nhanh nhanh dài giỏi á, cho nên chị cảm giác là bị kiểu như là bị nhỏ bé á. Không chị ơi, nói về cái việc nó nhanh không ai nói nhanh bằng anh Trấn Thành hết trơn. cái đó cũng đúng, cái đó cũng đúng. Kính thưa quý vị, Huỳnh Lập đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ: xong gì anh lớn nhất nhà? Xong gì ăn lớn nhất anh, nhà? Anh lớn, anh lớn. Anh hả? Anh lớn nhất nhà. Xong cả. Chính xác. Yeah. Cực lực. Cực lực. Rồi, tiếp tục. Nhà bị trộm mất cái máy lạnh thì gọi là gì? Nhà bị trộm mất cái máy lạnh gọi là gì? Đố chữ tiếp tục. Mất cái máy lạnh hả? Là làm lạnh. Là nóng hả? Mất mát. Chính xác. Oh. Rồi, trong MV em xin, ca sĩ Mono đã tạo dáng giống bức tranh nổi tiếng nào của Việt Nam? Thiếu nữ bên Hoa Huệ. Chính xác. Wow. Anh cũng từng chụp muốn làm vậy. Đúng rồi, anh cũng từng chụp cái tấm đó. Bây giờ đố thêm cái nữa nè. Tác giả của bức tranh đó là ai? Tô Ngọc Vân. Chính xác. Hay quá. Cái này không có trong đây. Dạ. Hãy anh hỏi là biết là hỏi thêm rồi. Rồi, mắt gì không mắc cười? Mắt gì không mắc cười? Nhiều lắm anh. Mình mắc cái gì á? Nhiều lắm. Mắt ối. Mắt ỏi, đúng rồi, chính xác. Đây là đố chữ. Tìm ba từ ghép với chữ bát mà không có nghĩa là tám. Không nghĩa là tám hả? Bát dĩa. Đúng rồi. Cái bát với lại thất bát. Chính xác, chính xác. Chính xác. Thất bát là mùa màng không được á. Cố lên. Lắp phần. Rồi, cái này dài lắm, em lắng nghe nha. Rồi, hôm nay phòng khách, nhà khanh, có khách. Khách cười khanh khách. Khi được mời trà bánh, khách không khách sáo, nên khách dùng hết bánh, được đặt ở phòng khách. Hỏi trong câu trên có bao nhiêu chữ khách là danh từ? Bao nhiêu chữ khách là danh từ? Đúng rồi. Nè, đọc lại một lần nữa nè, tập trung nè. Dạ. Hôm nay phòng khách, nhà khanh, có khách. Khách cười khanh khách. Khi được mời trà bánh, khách không khách sáo, nên khách dùng hết bánh được đặt ở phòng khách. Bao nhiêu chữ khách là danh từ? 6 chữ khách. Chính xác. Tại lúc anh đọc là em đã đếm bên tai rồi. Rồi, tiếp tục. Quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất thế giới? Quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất thế giới? Đó là kiến thức rồi đúng không? Dạ. Em nghĩ thôi nha. Em nghĩ là Úc. Không chính xác. Đáp án là Pháp. Pháp hả? Có 12 múi giờ lận. Rồi, tiếp tục. Câu lạc bộ bóng đá nào đã đoạt siêu cúp
Tây Ban Nha mùa giải 2023 và 2024. Manchester United. Manchester United. Manchester United. Ok. Không chính xác. Không biết đâu. Manchester United. Không biết. Tại vì nãy anh nói rằng là cái gì mà người ta nghe hay nghe nhắc nghe nói thôi. Không, mà cái cách của anh trả lời giống như là đúng luôn vậy. Đúng hả? Thì anh cứ tưởng là đúng đó. Em liệu liệu cho lên. Rồi. Con gì không ngủ thì thích đi lùi, hễ mà té ngã chẳng thấy gì khó khăn. Con gì không ngủ thì thích đi lùi? Con ve hả? Thì khi mà ngã xuống thì là khó khăn. Con ve. Con ve. Ve là đi ve, ve là làm sao đi lùi? Không chỉ con ve. Ta chính tả. Kiên thưa quý vị, Huỳnh Lộc đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Ủa? 6 câu là em thắng rồi hả? Thắng, bên này thắng, bên này thắng. Như vậy lượt đầu là mình thắng, lượt hai là mình thắng. Cố lên, hãy chịu. Quyết định đó hả? Hãy chịu. Bất kể tinh cố lên, lấy lại, lấy lại những người đã mất. Đó là chính do chi do tại sao không dám chơi thứ ba. Ai lên trước ạ? Để em lên cho. Em muốn lên không? Anh chọn rồi thì em nhường anh. Trời ơi, em cũng tính giành. Nguyễn Đình Vũ là một ca sĩ, là tác giả sáng tác âm nhạc, là một người hòa âm phối khí. Coi đó đó là vẽ đi, đa số những sản phẩm là hòa âm cho Lê Dương Bảo Lâm. Thì cái tiêu chí khi để mình hòa âm và thu âm cho một khách hàng của mình là gì? Ngân lượng. Wow. Dạ. Yeah. Tại vì ngân lượng giúp cho em nuôi sống, giúp cho em có những bữa ăn ngon và những bộ phim hay để coi. Thì em báo giá trên trời, về mộng lắm nhảy vô ráng chịu. Đó vậy là không còn có cơ hội nào nữa luôn á anh. Trời ơi, anh Lâm mà coi được cái clip này anh Lâm buồn lắm. Em ơi, tới bài thứ hai là đã giảm giá rồi cho nên mới giảm tình hành đó, em không thấy hả? Giảm tình hành. Hồi xưa đến giờ một cái bài mà em tự hòa âm phối khí sáng tác và em cảm giác là thích nhất. Dạ. Yeah. Là bài nào? Tự hòa âm sáng tác phối khí mà thích nhất là bài Kỳ Vọng Sai Lầm. Đúng rồi, em cũng thích bài đó. Thì Nguyễn Đình Vũ là cũng rất là gọi là năng lượng ha, cũng chịu khó. Nhìn vậy thôi chứ cũng đi hát nhiều và chịu khó tham gia nhiều chương trình lắm. Thì dạo hôm nay cũng được khán giả yêu thương khi trình diễn là luôn máu lửa. Thực ra mình ở vị trí nào cũng vậy thôi, mình cứ cố gắng mỗi ngày và làm đi tới một hướng tốt đẹp là tự nhiên một ngày đó ông trời cũng sẽ cho nhiều thứ lắm. Ngay cả Vũ bây giờ cũng có gia đình ổn định. Em là hồi xưa em làm từ cái thời Hồ Văn Hiếu tới giờ đúng không? Dạ. Trước Hồ Văn Hiếu luôn chứ? Trước Hồ Văn Hiếu luôn. Em làm từ... năm em 17 tuổi á. Wow. Ôi. Từ hòa âm phối khí mà âm nhạc từ hồi xưa tới giờ luôn. Tới bây giờ Vũ đã 23 tuổi rồi đó quý vị. Ủa? À, 33 tuổi, anh tự giảm 10 tuổi luôn. Dạ. Mà giảm hổn quá à. Ừ. Hy vọng sắp tới mình sẽ có những bài hát gọi là được nhiều khán giả yêu thương. Dạ. Bây giờ 2 phút dành cho Nguyễn Đình Vũ, nhanh như chớp. Mình rất thích vẽ và chơi đàn. Hỏi chơi đàn gì? Dễ mà. Đàn tranh. Lên. Xin lỗi vì những hình ảnh căng thẳng của Nguyễn Đình Vũ. Thứ nhất, Nguyễn Đình Vũ vô chung kết. Thứ hai, cái áo này nó chiếu quá, nó làm mất tập trung. Chói con mắt. Hãy kể tên hai loại đàn mà trong tên có chứa con vật. Chứa một cái con vật nào đó. Nhạc cụ dân tộc. Cái đàn này là cái đàn gì ta? Cái đàn cò. Một. Yeah. Rồi. Đàn bầu, từ từ, nhạc cụ dân tộc còn gì nữa? Đàn nhị, đàn tì. Lại đi. Dạ. Mình lên câu khác cũng được mà. Piano và guitar. Rồi, không chính xác. Đàn cò, đàn hạt. Ờ, ha. Đàn hạt. Cái đàn bự gì nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Câu này dễ. Từ nào sau đây không giống các từ còn lại? Cầu thủ, cần thủ, cố thủ, cung thủ. Cố thủ à. Lên. Anh gì đi bộ hành quân, tay chân điêu luyện, nấu ăn rất tài. Anh gì đi bộ hành quân, tay chân thì điêu luyện, nấu ăn rất tài. Đi bộ hành quân là ai? Đi bộ hành quân. Ai mới phải hành quân? Bộ đội. Thì đó, anh gì trong đó? Trong bộ đội. Nấu ăn rất tài. Nấu ăn rất tài. Nó rất tài là đầu bếp. Trời ơi, cái đó cái này ai phải biết, cái kênh nó dữ lắm á. Anh bộ đội. Anh gì đi bộ, anh cho em xin là câu hỏi được không anh? Không cần câu hỏi. Bộ đội mà ai nấu ăn tài nhất thì gọi là gì? Cái người phải lo việc nấu ăn cho các anh bộ đội thì là gì? Đúng rồi, đoạt giải luôn, đoạt giải của TikTok Awards luôn á. Trả lời anh trai mưa đi, có mới một câu à Vũ. Đúng rồi, thôi vô trả lời đại. Anh bộ đội. Rồi, không chính xác.
Không là phải cái biết người được. Mà chịu nấu ăn ở trong bộ đội á cho tất cả các anh bộ đội còn lại đó là anh nuôi. À, gọi là anh nuôi à? Anh nuôi là người nấu ăn cho các anh bộ đội lo cho bữa ăn á. Xin lỗi quý vị, Vũ chỉ biết là nấu ăn là đầu bếp hay là em cái này em không biết. Anh nuôi. Dạ. Trong câu anh em như thủ túc, chữ thủ túc có nghĩa là gì? Quá dễ. Anh em như thủ túc, thủ túc có nghĩa là tay chân. Lên. Lại là một câu hỏi khó. Câu lạc bộ bóng đá nào đoạt chức vô địch Champions League mùa giải 2022-2023? Trời ơi, trời ơi trời. Câu lạc bộ chính thức là tên Manchester United. Manchester United. Không chính xác. Oh no. Tiếp tục một câu hỏi khó. Đội tuyển bóng đá quốc gia nào đã vô địch cúp bóng đá châu Á là AFC Cup đó năm 2019? Thái Lan. Đáp án là Qatar. Qatar. Dạ. Là đất nước mà vừa rồi tổ chức World Cup luôn á. Khi kết hợp màu vàng với màu hồng cánh sen, tỷ lệ 1-1, ta có màu gì? Phải màu xanh lá cây không ta? Màu vàng. Vàng hồng tỷ lệ 1-1. Vàng hồng tỷ lệ 1-1 sẽ ra màu cam. Không chính xác, màu đỏ. Nếu muốn có màu vàng phải kết hợp màu đỏ với màu gì cũng là tỷ lệ 1-1. Nếu muốn có màu vàng kết hợp màu đỏ với màu xanh dương. Không chính xác, xanh lá cây. Đúng rồi, xanh lá cây. Một khối thạch nhũ khổng lồ dài hàng trăm mét có tên bức tường Việt Nam nằm trong hang động nào dưới đây? Hang dơi, hang múa, sơn đòn. Hang dơi. Không chính xác. Khó quá. Trời ơi, cái bộ đề này. Em thi vô tới chung kết là em sẽ lộ nguyên hình. Đúng. Đã lộ rồi đó. Nguyên hình rồi. Lộ hết luôn rồi đó. Chúng ta đã lộ. Như vậy là Nguyễn Vũ không có sự liên tiếp, chỉ có lên và xuống. Number one. Trời ơi. Không mà khó thiệt. Hải Diều không khá khẩm gì hơn đâu. Và chúng ta gặp gỡ lại Hải Triều. Cố lên. Nhưng mà Hải Triều nếu mà tập trung sẽ có cơ hội ở số 3 và số 4. Dạ đúng rồi. Bên đây chỉ có một, không có liên tiếp. Trời ơi, cái mặt căng quá. Nhưng mà anh Hải Triều. Trời trời trời, có lên mặt liền lên luôn liền mà đi, trời. Lên liền đi. Không phải lên mặt đâu. Không phải là thì ra là bị tệ như vậy rồi. Vậy đây. Nguyễn Vũ, chết tôi rồi. Lên. Ê mà thí dụ mà lên cao cũng sợ, mà không lên cao cũng sợ nha. Trả lời mấy câu này mới đã nè. Chị em mình lại gặp nhau nhờ. Lại gặp nhau. Thôi mà cái này lần này khó thiệt. Thôi cố lên. Kính thưa quý vị, Hải Triều đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bắt đầu đố chữ. Minh rất thích vẽ và chơi đàn. Hỏi Minh chơi loại đàn gì? Vẽ và chơi đàn. Hỏi đàn. Chơi đàn gì? Vẽ. Đàn tranh. Chính xác. Một câu. Kể hai loại đàn mà tên có chứa con vật. Đàn chứa con vật. À, đàn à, đàn cò. Một cái nữa, đàn hạt. Chính xác. Ngầu quá. Giỏi quá nhiều ơi. Trời ơi. I love you. Chỉ không biết chơi thôi chứ biết tên. Thắng rồi. Dạ. Rồi, tiếp theo. Từ nào sau đây không giống các từ còn lại? Cầu thủ, cần thủ, cố thủ, cung thủ. Cầu thủ, cần thủ, cố thủ, cung thủ, cố thủ. Chính xác. Giờ là tâm lý nhẹ tôi lông hồng rồi. Cần thủ là con cá đúng, đúng không? Đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Anh gì đi bộ hành quân, tay chân điêu luyện, nấu ăn rất tài. Anh nuôi. Chính xác. Sao không biết? Có bài hát anh nuôi luôn. Đúng rồi. Dạ. Tiếp tục. Trong câu anh em như thủ túc, chữ thủ túc có nghĩa là gì? Tay chân. Chính xác. Quá ngầu. Quá ngầu. Trời, không có cọc với chị Harry. Ê, giỏi quá vợ. Mấy câu này biết hên quá. Sao giỏi quá vậy? Chị có câu đá banh không? Không. Tiếp chị. Câu đá banh liền nè. Em thích chơi đá banh đúng không? Đây. Cho em tiếng chuông nữa cho may mắn được không? Câu. Trời ơi, sao mà anh chiều. Câu lạc bộ bóng đá nào đoạt chức vô địch Champions League
mùa giải 2022-2023. Chị sao chị nói không? Câu lạc bộ đá banh hả? Không biết đâu Diều ơi. Em vẫn theo đội em Việt Nam. Yeah. Rồi. Em không, không biết. Chính xác. Đáp án là Manchester City. Chị, em không đọc được cái từ đó đâu. Rồi, em không có thích bóng đá đúng không? Nữa hả chị? Nữa. Nữa. Đội tuyển bóng đá quốc gia nào đã vô địch cúp bóng đá châu Á năm 2019? Đại đi anh, không biết gì thôi. Đúng rồi. Thái Lan đi. Thái Lan. Không chính xác, đáp án là Qatar. Nằm đâu? Qatar đó, cái gọi là Qatar đó. Nước có dầu khí á. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, khi kết hợp màu vàng với màu hồng canh sen. Tới rồi, tới rồi. Theo tỷ lệ 1-1, ta sẽ được màu gì? Rồi mấy cái bảng màu make up ra thử đi anh. Màu vàng và màu hồng, hồng cánh sen. Màu make up thì lại trộn nó không ra nha. Không ra được. Đúng rồi, nó phải là hai cái miếng vậy nè. Màu vàng và màu hồng cánh sen. Màu lam không? Không chính xác. Đáp án là màu đỏ. Cái này phải học vẽ mới biết. Hồi xưa mình không được dạy mấy cái màu này, nhưng bây giờ cũng nít trong trường có nha. Em trang điểm á là màu nào ra màu đó, em không có sai màu. Kính thưa quý vị, Hải Triều đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Giỏi quá. Giỏi quá, giỏi quá. Như vậy là đội mình hiện tại sau 3 lượt chơi đang dẫn trước. Đội chúng ta sau 3 lượt chơi đang bị dẫn trước. Cách biệt chỉ là 1. Nếu bây giờ ở lượt này chúng ta thắng thì cân bằng, có câu hỏi phụ. Dạ. Nếu chúng ta khòe là đã thua. Dạ. Sẽ có một cặp không phải là hai người vừa rồi. Gà chiến của em. Đúng rồi. Em đã chiến chị á. Xem đi, xem đi, xem đẩy chị. Em xuống chị á. Không phải người vừa rồi. Thấp quá. Thấp nằm đi. Đứa nào thấp hơn đứa thắng. Nghe nè. Đứa nào thấp hơn đứa thắng. Mình đâu có chơi chọi trâu đâu. Sao sao vậy? Tao ra cũng đầu vậy. Bạn cũ ở chung nhà cho nên là tự gặp nhau là phải thảo thảo ha. Ai lên trước? Dạ để em cho. Ừ thì Thảo quyết sao Ngọc nghe vậy. Ra nghỉ ngơi nha Ngọc nha. Ok ok Thảo. Cái gì vậy trời. Thảo ơi Ngọc đi cho Thảo. Ok Ngọc đi. Ngọc đi cho Thảo. Ok ok Ngọc. Ok Thảo okay, Ngọc đi Ngọc đi. Đây là một trong những bộ câu hỏi quyết định nha. Dạ yeah. Quyết định nên chúng ta hãy tập trung nha. Không, thực ra là cũng là số 5, số 4 được nha. Số 4 được nha. Được không anh? 2 phút dành cho Nguyên Thảo. Cắn gì khiến nội tâm đau khổ? Cắn rứt lương tâm. Chưa đọc hết câu hỏi luôn á. Dạ. Luôn bị dằn vặt. Cắn rứt lương tâm. Lên. Cắn gì để giấu nỗi đau? Cắn gì để giấu nỗi đau hả anh? Cắn Ai biết giơ tay. Ủa? Ủa? Cắn răng. Cắn răng chịu đựng. Lên. Lại là một câu đối chữ. Dạ. Bà Đông đi chợ mua hồng, mua hết 1 đồng, hỏi còn bao nhiêu? Bà Đông đi chợ mua hồng, đông hồng, không đồng. Ôi, không đồng. Hay vậy? Đông hồng là không đồng. Bà Đông đi chợ mua hồng, gọi gì nữa anh? Đừng quan tâm. Dạ, không đồng. Không chính xác. Đông hồng. Bà Đông. Ba đồng. Đồng ba. Đồng ba. Ở đồng ba nó khác ba đồng. Trời ơi. Ba là 1.3 đồng á. Nhà ngoại bị trộm do bà không khóa cửa cẩn thận. Hỏi ngoại bị mất thứ gì? Không khóa cửa. Không khóa cửa cẩn thận. Nhà ngoại bị trộm. Này dễ mà ta. Nhà ngoại bị trộm do bà không khóa cửa cẩn thận. Do bà. Ba giò. Ba mất gì ba cái giò vậy. Do bà ba giò. Thôi mất tiền đi anh. Không chính xác. Trời ơi do bà. Do bà là mất da bò. Da bò. À ôi, do bà. Do bà. Em tới ba giò luôn rồi. Trời ơi. Da bò trời ơi. Nè tập trung lại chứ không là thua đó. Dạ. Đừng có giỡn. Bé kia là bé cái lấy lái là nhanh lắm. Dạ. Pinocchio không thấy đường gọi là gì? Pinocchio không thấy đường hả anh? Pinocchio không thấy đường gọi là? Gỗ mù u. Pinocchio gọi là? Không, em không biết rồi. Pinocchio mù. Không chính xác.
Bị đôi trôi là con gì? Con rối. Con rối mà hấp dưới đường gọi là gì? Một rối mù. Rối mù là khi em gặp một việc mà em không biết làm gì cả, em cứ ủa tôi phải làm gì đây, cứ tập đúng thứ hết. Tôi rối mù trong cái hoàn cảnh này. Câu này dễ thiệt, cái này phải biết, bắt buộc phải biết. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi áo quỳnh bảnh bao, là ai vậy? Quá niên kiều đấy. Mày râu nhẵn nhụi là nam hay nữ? Nam. Em chỉ có Kim Trọng với lại người bán kiều. Kim Trọng là có câu khác. Đúng rồi, cái này không phải Kim Trọng, với người bán kiều. Còn giai năm tước rộng, thân giai năm tước rộng, thân 10 thước cao là ai? Từ Hải. Còn một người nữa, lúc này Kiều đang ở trong lầu á. Rồi rồi thôi, Từ Hải đi anh. Mã Giám Sinh. À đó, Sinh nhớ nhớ chị Sinh nè. Trời ơi. Đom đóm đực phát sáng, lập lòe trong đêm tối nhằm mục đích gì? A. Soi đường cho những động vật khác. B. Thu hút bạn tình. C. Tìm kiếm con mồi. Suy nghĩ liền, suy nghĩ liền. Suy nghĩ liền. Em nghĩ là thu hút bạn tình. Lên. Mà nó đẹp mà. Không có nào mà tìm có mồi mà đẹp gì hết trơn á. Chiếu sáng đồ. Bông gì rất cứng? Bông, bông đá. Bông sen đá. Bé kia nó biết cái này lắm. Đọc ngược lại, nó là cái ngược lại. Quên đúng rồi, nhắc lộn. Bưng công. Ở ngoài đường nhiều lắm. Đi ngoài đường là gặp nhóc hết trơn á. Mấy công trình nhiều lắm. Trời ơi. Đứng một hồi thiệt á. Đứng một hồi máu không lưu thông được cái chân luôn nè. Bông, bông gân. Bông gân không chính xác. Bông tê. Bông tê. Tê tông. Trong hai chị em, Tuấn chỉ mê cô em thì gọi là gì? Tuấn mê cô em, Tuấn mê em. Tuấn cũng được, Tèo cũng được. Mê em. Mê em. Mê em thì cái lúc quan trọng nhất, lúc cần nhất thì lại là mê em ơi. Mê em. Trong hai chị em mà mê cô em thì gọi là mê Út. Không chính xác. Mê muội. Muội. À, muội là em. Trời ơi, giờ đẩy qua hắn việc luôn rồi. Cái câu hỏi này nó làm em tăng huyết áp á anh. Rồi. Đố chữ. Mẹ nấu cá lóc nướng nhờ Vân ra vườn hai lá gì đang cùng? Cá lóc nướng ra Vân ra vườn, Vương ra vườn. Cá lóc nướng cốc lá. Cốc lá. Vương ra vườn. Lá cốc. Lá cốc. Cá lóc thì ra vườn lấy lá cốc ăn. Hai đáp án liên tiếp thôi. Thôi bộ này mà lên hai câu là ok rồi, khó. Như vậy là ở câu này thì nó cũng ba bốn đầu là nó dễ đó, ba bốn cái đầu dễ đó. Là Trà Ngọc là được đó. Em nghĩ Trà Ngọc được, tại Trà Ngọc là em sao á, bị sao có lúc cần thì không được. Còn lúc không cần thì ở dưới trả lời quá trời. Vỗ tay cho Trà Ngọc. Gán lên chín câu. Được, được, được. Hai à, dễ lắm. Rồi, bộ đề này là hỏi cái vụ giải Champions nữa phải không? Không có, lên. Phải không, hay hỏi qua tới cầu lông rồi. Ok chưa? Hồi giờ mà em khờ hết trơn rồi chị. Em sợ hỏi mấy câu đá banh rồi cầu lông rồi đó. À, lần này không có thể thao. Lần trước chị cũng nói vậy á. Mà chị để em hai câu. Thôi, không có giải dụ. Kính thưa quý vị, Trà Ngọc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Cắn gì khiến nội tâm đau khổ luôn bị dằn vặt? Cắn gì nội tâm đau khổ dằn vặt? Cắn rứt lương tâm. Chính xác. Con bé nó làm nhiều nó biết. Đố chữ. Cắn gì để giấu nỗi đau? Bé này cũng bị nhiều biết. Giấu đi nỗi đau. Cắn răng chịu đựng. Chính xác. Đố chữ. Bà Đông đi chợ mua hồng, mua hết một đồng, hỏi còn bao nhiêu? Bà Đông. Bà Đông là đồng ba. Trả lời chưa? Trả lời đi. Còn ba đồng. Cái gì vậy? Ba đồng đúng không? Còn... Ủa, đơn giản mà tự nhiên. Ủa, vậy? Cái gì vậy? Bà Đông là đồng ba. Chính xác. Ủa, em tưởng phải lá lại nữa. Đồng ba là chưa tới hai đồng, chưa tới đồng rưỡi, chưa tới đồng tư. À, là 1,3 đúng không? À. Mà em ơi. Lỡ rồi. Thoải mái tâm lý rồi nè. Giờ nó còn cái điên nha. Không, người ta còn đánh giá mình em. Người ta còn đánh giá mình nữa. À quên. Rồi, đây là đố chữ.
nhà ngoại bị trộm do bà không khóa cửa cẩn thận. Hỏi ngoại bị mất thứ gì? Ngoại bị trộm. Ngoại bị trộm do không khóa cửa cẩn thận. Ngoại bị trộm do bà không khóa cửa cẩn thận. Ngoại bị trộm do không khóa cửa cẩn thận. Cứ bỏ cái câu hỏi người ta không à. Ngoại bị trộm do bà không khóa cửa cẩn thận. Bà không khóa. Là bà không khóa. Bà không khóa. Bà không khóa là bà mở. Bà mở là bờ mã không được. Khoan từ từ, cái câu này ngộ vị. Nhà ngoại bị trộm do bà không khóa cửa cẩn thận. Ngoại khóa. Ngoại không khóa. Ủa? Không khóa cửa. Không khóa cửa. Nghe này chi vậy? Bà không khóa. Rồi tiếp nữa. Bà không khóa cửa cẩn thận. Do bà không khóa cửa cẩn thận. Đúng rồi. Là đang lặp lại câu hỏi đấy chứ có biết gì đâu. Trời đất ơi. Thôi à, bây giờ em trả lời là bà ngoại ẩu. Không chính xác. Con bé này ghê á. Em không biết thiệt không? Do bà là gì? Do bà. Do bà. Là gì? Là giá bò. Ờ. Giá bò. Ủa. Rồi tiếp tục. Pinocchio không thấy đường gọi là gì? À, cái tên chị đọc gọi quen lắm, chị đọc lại cho em nghe coi. Pinocchio. Pinocchio là một hình tượng nhân vật rối. Đúng. Không thấy đường. Rối mù. Chính xác. Chuyện Kiều em biết không? Dạ biết, chuyện Kiều em biết. Em học lớp chuyên văn. Ôi ôi rồi. Vô rồi. Ê. Nếu mà câu này sai xin camera cắt cái chuột cận vô rồi. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Đó là cụm từ miêu tả mã giám sinh. Yeah. Trời ơi. Em chắc chắn. Nếu như câu này sai em sẵn sàng là về chịu đòn với cô giáo thầy giáo của em. Rồi tiếp tục. Đom đóm đực phát sáng lập lòe trong đêm tối nhằm mục đích gì? Đom đóm đực. Một là soi đường cho những động vật khác. Hai là nghe cả lăng quá vậy. Hai là thu hút tận tình. C là tìm kiếm con mồi. Không đâu, em nghĩ động vật sống về đêm sẽ không phát sáng lên để tìm kiếm con mồi. Tại làm như vậy là ngu. Sáng lên là mấy con khác nó biết mình ở đó, nó ăn mình á. Nếu mà nói về để soi đường cho mấy con khác thì nghe nó quá là nhân văn đi. Nghe nó quá là ga lăng đi, thật sự. Thì em nghĩ là chắc là... Nãy giờ 15 giây đó. Trả lời đi, trả lời đúng rồi. Đúng rồi. Em nghĩ là thu hút bạn tình đi, chứ không ga lăng vậy đâu. Chính xác. Tiếp tục, đố chữ. Bông gì rất cứng? Bông mà cứng. Bông cứng là cưng bóng. Cái gì vậy? Cái này tao hài hay đố lắm Ngọc. Tao hài hay đố. Bông cứng. À, cái câu này đi tao hài coi. Lẹ lên hết giờ. Bông tê là bê tao. À. Trong hai chị em Tuấn chị mê. Rồi hết giờ. Hết giờ, hết giờ rồi. Trà Ngọc, quá xuất sắc. Em đã đạt được 4 đáp án liên tiếp. Cảm ơn chị. Đợi mình thì đó. Dạ dạ. Thì thưa lên dạ. Chào đó. Thì thôi. Không sao đâu, dù gì cũng là chung kết, dù gì mình cũng là áo quân mà anh. Lên. Để mặt còn kính là bị kính tí á. Đội của Hình Lập, Nguyễn Đình Vũ, Nguyên Thảo, dù gì cũng đã vượt qua rất nhiều đội rồi. Không có gì buồn bã. Chỉ hôm nay là ấy chứ thôi. Ấy là sao anh? Không may mắn. Dạ. Rồi chúng ta dừng lại với phần thưởng của đêm chung kết 30 triệu đồng. Còn đội chúng ta, gia đình mình tự hào được khán giả yêu thương, được mọi người để ý vì là quán quân chương trình. Đó. Và bây giờ mời chúng ta bước vào vòng đặc biệt. Giá trị tiền thưởng là 500 triệu đồng. Trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, dòng này là rất là đặc biệt.
MC chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi sẽ trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút. Nếu mà thành công thì nhận được 500 triệu đồng. Wow. Nửa tỷ đồng sẽ dành dữ cho cả ba. Nếu vượt qua được thử thách lần này, mỗi người sẽ bắt đầu từ Miss T đập vào để tính là lượt trả lời của mình. Nhắc nhau thoải mái nhưng lượt ai nấy trả lời. Nhắc bình thường thoải mái. Đây là một câu hỏi rất khó. Trong vòng 60 giây mang về 20 đáp án. Kể tên 20 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có đường sắt Bắc Nam chạy qua. Bắt đầu. Từ Hà Nội đi em, từ Hà Nội vô. Hà Nội. À, Đà Nẵng. Đường sắt Bắc Nam chạy đi thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Cần Thơ. Huế. Cần Thơ. Em đường sắt không đi miền Tây được cưng. Ủa vậy hả? Bỏ miền Tây ra đi, kể từ thành phố Hồ Chí Minh ngược ra thôi. Hết giờ đó. Huế rồi. Không là hết giờ. À, Bình Định đi, Bình Định. Bình Định. À. Phú Yên. Biết tỉnh Phú Yên. À, Quy Nhơn. Quy Nhơn. Bình Định là Quy Nhơn đó. Ủa vậy hả? À, Phú Yên, Khánh Quảng Nam. À, Khánh Hòa. À, chạy đi dọc hết luôn đi, Thanh Hóa. Thanh Hóa. Thanh Hóa. Đúng rồi, Thanh Hóa. Bác có gì nữa à? Lâm Đồng. Ủa em ơi. Thử thôi, không biết. Bình Thuận. Ninh Thuận. Đúng rồi. Đại đi những tỉnh phía ngoài từ Đông Nam Bộ trở đi. Với Quế rồi, với thế là cái gì? Hết rồi. Ủa. Phan Thiết. Phan Thiết là Bình Thuận rồi. Phan Rang. Phan Rang là Ninh Thuận. Quảng Nam. Gì ơi. Khó quá. Khó thật sự. Thừa Thiên Huế mới đúng như vậy. Huế là thành phố. Thừa Thiên Huế. Thành phố Hồ Chí Minh kế bên là gì ạ? Đồng Nai. Đúng rồi, kế bên Đồng Nai là gì ạ? Bình Thuận. Rồi, kế bên Bình Thuận là gì ạ? Ninh Thuận. Kế bên Ninh Thuận là gì ạ? Khánh Hòa. Kế bên Khánh Hòa là gì ạ? Phú Yên. Quảng Nam. Quảng Ngãi. Quảng Ngãi chúng tôi Quảng Nam. Trời nhiều quá ha. Rất là khó. Khó. Khó cho những người không biết thôi, chứ thực ra nó cũng không khó lắm đâu. Dạ. Yeah. Mời lên đây ạ. Miền Tây không có đường sắt nha. Cái số đáp án mà các bạn mang lại á chỉ có 9 thôi nha. Không sao. Không đúng sao. Rồi. Chính là đúng. Đúng rồi. Yeah. Thưa quý vị, dù đêm nay họ không giành được số tiền 500 triệu đồng ở đêm chung kết nhưng vẫn ngẩng mặt cao với đời. Hãnh diện để nói là chúng tôi là những người đoạt giải quán quân. Các bạn mang về phần thưởng là 60 triệu đồng. Thưa quý vị thân mến, để có được kết quả là chiến thắng trong đêm chung kết ngày hôm nay, họ đã vượt qua những đối thủ nào và họ đã có những chiến thắng ngoạn mục nào, chúng ta hãy cùng xem những clip sau đây. Bà nội đi mua đất gọi là gì? Nội địa. Lên. Trời ơi, 20 triệu. 20 triệu. Mai mà ngã vô người Tuấn thì là mai ngã mãi. Lên. Tình yêu mọi người. Mãi mãi. Messi, Messi. Hoa đang học thì bị rớt bút. Lúc ấy kiến thức của Hoa sẽ bị gì? Rớt bút, nói lại là rút bớt. Đợi mình có một tấm vé vào vòng trong. Cá gì biết nấu ăn ngon? Cá chép. Chính xác. Sau này em có coi trên mạng. Tôi đã trúng tủ rồi. Ngũ Long công chúa. Dành cả thanh xuân còn lại để trả lời một câu nữa thôi. Một câu. Kể tên ba loại động vật mà trong tên có chứa một động từ. Con bò. Một. Cao cao. Đúng. Con la. Chính xác. Còn đội chúng ta là đội chiến thắng có một tấm vé vào vòng bán kết. Bánh gì ăn lá dâu? Bánh tằm. Chính xác. Anh ơi, 20 triệu. 20 triệu. Lại cao Lào Cai vậy. Lên. Mày quá, mày quá. Cổng trời ô quy hồ, đèo ô quy hồ. Chết xếp. Yeah. Câu hỏi cũng vừa tầm ha. Những người chiến thắng chắc chắn là có một tấm vé vào đêm chung kết. Yeah. Khóc, xúc động á. Xúc động. Mày lòng giùm em cái nhạc buồn. Ta
từ những ngày đầu mình đâu có nghĩ là mình sẽ vào đêm chung kết và thắng cả đội trong đêm chung kết đúng không? Dạ đúng rồi. Thưa quý vị thân mến, sau đêm nay chúng tôi sẽ còn nhiều đêm nữa để phục vụ quý vị và sẽ có những cặp đấu vô cùng thú vị. Quý vị hãy chờ xem và luôn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp. Trời ơi, cái bài được. Cái bài cho mình hát đó mừng Tết đến đó. Hai ba. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cái mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chuyện vậy cũng dám làm. Hay nói mấy câu triết lý là cái dây nữ á. Đâu giờ mình thử lại xem nào. Thì các bạn ơi, nói nghe nè, mỗi lần mà đi thông báo đi chơi game thì nhớ xây dựng hình tượng cho đẹp, không thôi khán giả chửi mình nghe. Thank you. Mỗi năm đến hè lòng man mà buồn, chín mươi ngày qua chưa chan tình thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim. Tốt tốt. Tu tu. Mỗi lần Quên lời hả? Mỗi lần hè san thanh buồn. Người xưa biết đâu mà tìm. Hay quá. Có cũng có sự ngọt ngào trong đó nè. Mà đội mình hát xong bài này khoảng 3 tiếng không? Tầm đó, dạ. Hát 2 câu mà nó lâu.